Tại quận Thốt Nốt, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận vừa tiếp nhận 10.000 chiếc khẩu trang 3H Max do công ty cổ phần giấy Vĩnh Tiến trao tặng cho học sinh trên địa bàn. Đây là hoạt động thường xuyên của công ty cổ phần giấy Vĩnh Tiến nhằm tạo điều kiện cho học sinh trở lại trường học trực tiếp, được đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, công ty cổ phần giấy Vĩnh Tiến đã trao tặng hàng ngàn quyển tập cho học sinh trên địa bàn quận và trao tặng khẩu trang 3H Max KN95, khẩu trang bảo hộ 3H Max kèm đồ bảo hộ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Bà Lê Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt gửi lời cảm ơn đại diện công ty cổ phần giấy Vĩnh Tiến đã trao tặng những phần quà ý nghĩa, thiết thực, đồng thời mong muốn công ty sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động chống dịch bệnh COVID-19 thời gian tới.